Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Danny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày chủ nhật các bạn. Thì anh em mình cũng đã quay trở lại bản làng Chi Lam Bu. Là hôm nay em Châu vào đang đi vận chuyển vật liệu gạch để vào đây để cho các anh xây lên các bạn. Thì mình cũng vào đây trước để chờ. Thì anh Thạch cũng đang ở đây. Hôm nay là hôm kia cũng đã đổ được 4 trụ rồi, bây giờ còn 2 trụ rửa nữa thì đổ xong sẽ giăng về đấy nha các bạn. Đấy thì chủ nhật nên là các anh cùng làm tránh thủ thôi, vì là chủ nhật bên đây hầu như là người dân đi lễ cả đấy các bạn, không ở nhà. Đấy, những cái anh, những người dân bản đứng giúp đấy thì cũng là đã đi lễ hết, thì còn có mấy người đấy thôi. Dạ, vào một đây rồi đủ chưa? Đấy, anh Thạch cũng đang lên đây. Thì anh em anh cũng đang vận chuyển vật liệu bên này, thì phòng học ở bên bản bên chị Can Đai cũng đã gần hoàn thiện rồi các bạn, bây giờ chỉ có sơn nữa thôi. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Como é seu ba? Muito obrigado, sou tudo meu filho Freddy. Chào bạn nha. Ô, chào các bạn, mình là Sơn Thạch Nguyễn. Yeah. Mấy tên đây, chào các bạn. Chào các bạn. Ta ta mete isso, né? Sim, sim. Ah, sou a vitamina, né? Exatamente. Yeah. Sou ba, tá canal? Muito obrigado, meu filho, sou bom, vai recuperar. Ah, chào ba, cái này anh. À, cho ba đừng đi chờ mấy cái đô đâu đâu tế trở lại. À, hôm sáng em thuê xe đến đây, tưởng là đến đây đâu thì em mới đến. Thế này cùng chơi chơi em đến mất cùng cho thấy chưa mới đến. À. Mà cái này thì cùng làm đấy mà cùng có mấy người ở bên xóm khác. À. Có mấy người ở bên xóm khác mà kiểu cùng đến nói chuyện với anh mà anh nói thôi. Thì em của mình đừng có cái việc thì nó đến. À. Là anh hỏi này tìm các bác cân cái chi nữa, cân gặp em hỏi cái chi, thì nói nên nói chung là cũng muốn gặp em, là cũng cần sự giúp đỡ của em, là biết là xin giếng hay là xin trường thì anh cũng biết anh là thôi. Thì anh nói cháu chỉ đang bận làm, tí thằng em đến đây nó có thời gian nó nói chuyện với các bác. Đây, các bác nó ngồi sau đó đấy, tí này em ra sau đó nói chuyện với các bác xí nha. Sốp à? Esse hoje tem que haver aqui? Esse povo veio aqui para pedir uma escola. Ah. Ele mora muito longe daqui e querem meio uma escola lá naquele lado, lá na área deles. Ah. Sim, senhor. Ok. Então vieram falar com o filho Tony para ver se ajuda eles. Estão muito mal mesmo. Aí é? Sim, senhor. É onde está já? Essa área chama-se Tuíri, aqui um bocado assim a 20, 30 quilômetros. Rồi các bạn, thì bây giờ hôm lên đến đây thì thấy anh Thạch bảo mình cũng hỏi lại bác, thì là cũng có một cái bản khác đến là cầu mong cái sự giúp đỡ đấy, xin cái sự giúp đỡ, vì cũng rất là cái làng con sâu ở phía trong này nữa. Đấy thì mình bây giờ sẽ cùng bác đi qua bên này để xem như thế nào nha các bạn. Đấy thì bây giờ là cũng rất là nhiều làng là cũng muốn giúp đỡ, thì hôm nay là cũng ở gần đây thì họ thấy xây trường học ở đấy, khoan giếng ở đấy đấy các bạn, thì họ cũng đến là cũng muốn giúp đỡ với bản làng của họ. Đấy thì cùng đi qua bên đấy xem như thế nào nha các bạn. Esse tá onde? Esse povo está aqui atrás, vieram muito cedo já. Que hora? Ontem vinham já, antes de ontem vinham já, hoje vieram mais. Ê, mais, muito mesmo. Ấy là bác cũng bảo là đến là 3-4 ngày đấy các bạn, nhưng mà không gặp được mình. Đấy, đến thì theo như mình cũng đến đấy và đi chỗ khác rồi. Thì không gặp được thì hôm nay đến đấy là chờ. Esse já... Já chegaram que hora? Aqui chegaram mais ou menos 6 horas, já estavam aqui. É, 6 horas? 6 horas, já. Por um pouco dormiam aqui. Ok. A procura de filho Tony mesmo. Ah, tá bom. Então, vamos lá já. Tá bem, tá bem. Sẽ thì mình cùng bác sẽ đi qua bên đấy nha các bạn. Để xem thế nào. Đấy, thầy bác là họ đến từ đất sáng sớm đến chơi. Đấy, đừng ngồi đấy xem thờ làm trường học đấy cũng là chờ mình đấy. Thì có đôi lúc mình đến thì mình chỉ đi soạn quá để xem đôi thờ thiếu gì đấy các bạn. Đấy, ui giời, đang ở bên đây. Đây các bạn bên bàn khác đang ở bên này tất cả nhé các bạn. Voilà đây. Buen día. Ô có mày đi director. Obrigado. Xin chào bạn nhé. Có mày mày. Dạ dạ. Ok. Sí. Ồ. Sí sí. Ta tụi bạn nhé bạn. Voilà đây nhá. Ta tụi bạn nhé. Ta tụi bạn. À xin. Liga. Eu tá canal, ó. É, mas temos aqui hóspedes que vieram de Tuvile. Quê? Hóspedes vieram de Tuvile. De Tuvile? Tuvile. Ah, sim. É, Tuvile. A preocupação deles é que quando viram essa obra que está aqui, então eles sentiram-se regozijados para também conseguir a mesma obra.
E antes, para perceber que tem filho, o Tony, que está aí a construir, então vieram pedir e tipo, para ver se desfaz também uma e duas salas lá. Ah, e, essa é que bairro? Tuvide. Só so, bairro quem? Ah, Bodo Senta, só, esse não é o problema, Bodo Senta. Pode sentar. Aí, então, ngồi, o só bairro aqui. Ah, só bairro esse? É. Mas só bairro tudo bem, né? Tudo bem. Aí lá, Bạc Trường Thôn, né, các bạn? Tá como esse? Esse grupo. Yeah. Sim, veio aqui com a preocupação de pedir uma escola ao senhor, como percebemos que ele está construindo as salas aqui. Então, yeah. Esse é o único objetivo que nos trouxe aqui para que o senhor venha nos apoiar também com mais duas salas. Ah. Sim. Lá do bairro aqui fica lá a distante ou como assim? Sim. Do bairro de quê? No bairro do Tuvili. Tuvili? Tuvili. Ah, lá bản làng Tuvili, nha các bạn, là đến... Đấy, toàn là người già cùng đi từ rất sáng sớm đến đây là cũng muốn là thấy bên anh em mình xây trường học bên này các bạn cũng như khoan giếng nước là đến cùng esse lá no tem seco là tao mới no tem água no tem água tao mình sim tao fica seco tô cùng mùa sim a água é muito distante ah é muito longe do rio ah lá tem do bairro lá tem muito de pessoa sim sim tem muita pessoa mais ou menos do casa? Casa também tem. Mais ou menos quanto? Bem, uma média de 70 e tal casa. Ah, lá, bà cái bảo lá có 70 hộ dân nha các bạn. Thì ở bản đi vào đây cách đây khoảng 10 cây số nữa. Đây là đi bộ từ sáng sớm ra đây, toàn những người già đấy các bạn. Đây toàn những người già đi từ sáng sớm cũng rất là... Thì cũng đi mọi người thì cũng chúng một cái... Ở đây là cũng chúng một cái con đường đấy các bạn. Cũng đi thẳng vào đấy. Đấy, ở đấy thì bản này đi sâu vào thì bản kia. Thì họ hầu như... có thể đi qua đây là nhìn thấy đây hỏi như thế nào ở đây là nên là thầy hiệu trưởng ông bác là ở đây là cũng có người Việt Nam giúp đỡ đấy các bạn đấy thì hôm nay họ đến là cũng cầu mong người giúp đỡ cùng mình cùng nghe bảo là bên này cũng có rất là nhiều người các em học sinh nhưng không có trường học rồi là không có giếng nước thì đó là cái nhu cầu của họ nhưng mà mình cũng chưa thể hứa hẹn được phải trước với họ nhé các bạn. Thì tất cả các bác các cô đây là đến đấy thì mình cũng là đứng ra nói chuyện còn những mình không hứa hẹn trước các bạn không hứa hẹn thì mình bảo là có thời gian không rõ thì mình cũng sẽ đi qua đấy là xem cái bản làng này như thế nào. Soba, você veio do Tuvili, é explicar de tudo pouco da sua preocupação que te trouxe aqui. Sim. Acerca do seu pedido, o que está te faltando? Ali, no nosso, na nossa área no Tuvili, temos a preocupação da falta da escola. Ah. A escola não temos, as crianças estudam embaixo das árvores, depois carece também a água. Ah. Este ano a chuva não caiu bem, ah, não, os rios secaram, não tem água. Depois lá há muita gente, mas cerca de 2.000 pessoas estão aí carentes, não tem nada. E assim mesmo, essa é a preocupação que nos trouxe aqui para que o senhor venha nos apoiar acerca dessas situações que estamos a passar com ela. Ah, sim. É assim, hoje eu venho aqui, também esse povo vem aqui, então já anda muito vento, vem aqui, né? Sim, sim. Quanto vento vem aqui já? Hoje é a quarta vez. Hoje é a quarta vez. É. É. Já quatro vezes já? Sim, quatro vezes aqui que estamos. Ah, mas sempre chegamos aqui naquela hora das madrugadas, à espera do senhor para atender a nossa situação. Ah, sim, problema. Eu também tenho muito ocupado para girar esse aqui, o Chicanda, Mucuyo, Havetki. Tá bem. Sim. Sim. Então, é assim. Sim. Uma coisa aqui é só do povo do vietnamita. Vietnamita. Já, povo do vietnamita. Sim. Ele me ajuda aqui também fazer escola, fazer sonda, tudo coisa qualquer. Esse aqui. Sim. Do Mucuyo. Tá bem. Ah, você já andava? Sim, no Mucuyo. Sim, ultimamente quando acompanhamos este chefe aqui, chegamos lá no Mucuyo. Chegamos lá, encontramos uma residência, uma escola. Yeah. Uma coisa bonita também, que nós precisamos da nossa área. Ah. Que também nos apoia. E daí, các bạn, bà trưởng bản là cũng bảo là cũng đi ra nhiều bản phía ngoài kia là cũng thấy trường học rồi giờ đi qua đây là cũng thấy xây trường học và cũng đã đến đây là 4 lần rồi nhưng bây giờ thì mình mới gặp được đấy họ hầu như đến sáng sớm mà mình đi mấy hôm mà khoan giếng bần khoan giếng các bạn khoan giếng cũng như làm cái chạy đi chạy lại bên mấy bản trường học ở Chicanda cũng như là đi bên hai bản nông nghiệp ở bên kia nữa đấy chúng cũng không có thời gian nên là hôm nay lên đây tránh chủ nhật đấy các bạn chủ nhật đấy nhưng mà họ đến từ khi sáng sớm đến khi 6 giờ sáng đấy em tao milieu sinh quán đồ tính tembu eu vou passar lá da tua terra para quero ver lá como assim. Tá bem. E aqui entra lá quanto quilômetro?
20 km. 20? É. É. Distante. Distante. Muito longe. Đấy là từ đây vào trong bản bairro cái? Bairro Tuvili. À, Tuvili. Sí. Đấy từ đây vào trong bản Tuvili là 20 cây số nha các bạn. Đấy là mọi người dân đi bộ từ sáng sớm, các cụ già cũng như là đấy đi đến ở đây. Nhìn cũng rất là thưa nha các bạn. Đấy toàn là người già, người nghèo cũng là đất là ở đóng sâu thì khá hơn ở phía ngoài này một tí đấy các bạn. Đấy là từ bản ra ngoài suối là 7 cây số nha các bạn, nhưng bây giờ mùa mưa không có là suối cũng cạn. Đấy. Hầu thì hầu như các bản ở đấy là không có bản nào là có giếng được sạch đâu các bạn, thì toàn là phụ thuộc vào những cái dòng suối, những cái dòng nước rin từ đá khe đá lên đấy các bạn để mà lấy nước sử dụng thôi, chứ không bản nào là trừ những cái bản anh em mình đã giúp đỡ cùng các nhà hảo tâm là đã giúp đỡ giếng nước sạch, còn lại là không có bản nào là có giếng nước sạch hết, chỉ sử dụng vào suối. Thì những trời mưa thì nước chảy mạnh thì trong hơn thì người dân có thể sử dụng được tốt hơn, còn mùa khô này thì là nước không có, khô hết. Chỉ là tâm mình đủ fazenda, tâm mình ở nào fazenda đó? Nada, não tem fazenda já. Assim, do aluno lá tem bué? Aluno tem bué. Mais ou menos? Oi, uma média de 500, até 600, 700 tá de alunos. É muito assim? É muito, é muito. Quando chegar lá tem de ver do aluno? Sim, sim, vai ver. Ah, diretor, lá do escola lá, não é de teu? Não, não me pertence. Ah, sim, sim. Aí, mình cũng tưởng là của thầy hiệu trưởng đấy, còn với thầy hiệu trưởng là bốn bản đấy thôi. Thì hôm kia thầy chỉ bảo là thầy hiệu trưởng có bốn bản thôi. Em tao lái cái nghe đi đấy to là. Ô, xong professor. Tem professor chamado Sapalo. So. Antonio é. Não é que é diretor da escola lá. Ah, que diretor. Tem lá quatro professores. Ah. Lá. Um diretor, quatro a professora. Sim. E agora lá agora tá é tudo como lá. E é tudo aonde? Embaixo das árvores. Senta aqui no pau? Sim, sim, como aqui mesmo. Tipo esse aqui? Tipo esse aqui. Ah. Depois, mete a tipo lá no coio? Sim, tipo lá no coio. Ah. Certo. Assim é... Lá mesmo de tanto, já? É rua entra lá, tá bom? Sim, tá bom. Ou tem buraco? Não, buraco não é assim. Eu conheço o caminho. Ah. Um dia que vamos para lá, vou mostrar o caminho. Sim, vai mostrar o caminho. Thì mình cũng không là hứa hẹn gì trước với những người dân bản các bạn, để họ không phải để họ để ngóng để chơi, cho nên là mình cũng chỉ hẹn với họ là sẽ có một ngày mình sắp xếp thời gian là mình sẽ đi qua đấy và để xem cái tình hình bản ở đấy như thế nào và địa hình ở đấy ra sao. Giờ tôi đùa bô vùng y uống đĩa y ai y agora ai eu ai đã nào đã logo bố được phải là ô cùng mà xin nào eu ai nên anh đâu phải là bố được cái tôi đùa xong mai về luôn. Quando fala não faz falha. É falha. Então eu não posso falar. Eu não posso falar. Então dia. Vou arranjar tempo. Próxima semana. Tipo quarta ou quinta. Vou ajudar, vou falar direto sobre te ajudar. Vou acompanhar lá. Quero ver lá terreno, casa lá, fazenda lá como esse escola é onde tirar água onde para beber comer. Sim. Dạ. Đấy, toàn là người già nha các bạn, đấy toàn là người già hết, đi từ sáng sớm rất là xa, 20 cây số ấy, đi bộ mà đi từ 6 giờ sáng chắc phải đến 10 giờ mới đến nơi đấy các bạn. Thì bây giờ mình vào đấy là khoảng 11 giờ 30 rồi, gần 12 giờ rồi. Está anda ở vô está anda do AP AP AP. Lá vai aqui perto de quanto hora? Duas horas, três horas não. Là đi bộ 2-3 tiếng đồng hồ các bạn mới ra nơi đây. Thì người dân bên này là hầu như chủ yếu toàn đi bộ thôi, người dân trong bản thì mấy nhà mà có xe ba gác hoặc xe máy đâu, toàn đi bộ thôi. Esta anda là tem muito de de velo esta manhã tá andado do a pé. Sim, sim, a pé. Saímos muito cedo. Saímos muito cedo. Tất cả các cụ già cũng đi bộ đấy nha các bạn. Đấy thì mình cũng quá muốn nói chuyện nhưng mà bây giờ esse tudo aqui do povo aqui tá em tá entendendo do língua do português ou fala do não. Não entendo, não entendo. Só você entende só? Sim, sim. Só ele, mais um professor tá aí. Um professor. Ah, qual é o professor? Esse aqui. Ah, professor. Ah, como é, tudo bem? Já. Aí lá, como thầy giả nha các bạn. Já, vai só aqui, já. Já, vai, Luca. Tudo bem. Já. Aí lá. Já, eu tá tudo bem. Ok. Você é só professor lá? Sim. Lá do... É que? Tuvili, né? Sim. Ah, sim. Segunda, okay. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Sim, termina mesmo até a sexta. Até a primeira. Até a primeira.
Até a primeira, até sexta? Até a sexta. Depois, sétima é onde? Foi? Sétima é longe, lá no hockey. Ah, lá, đấy là ở trong bản của bạc trưởng thôn ở đấy, thì cũng như đấy là có thầy giáo các bạn, là thầy giáo bảo là có 500-700 em học sinh. Đấy, là từ lớp 1 cho đến lớp 6, còn lớp 7 là phải đi ra ngoài huyện để học, đi ra ngoài đường lớn để học các bạn. Bây giờ đấy là cũng có thầy cô giáo dạy lớp 7. Từ chỉ có từ lớp 1 đến lớp 6, còn từ lớp 7 đến lớp 12 ai học được là đi ra ngoài kia học chứ không ở trong bản các bạn. Em tao lá xong thành quattro de professor á. Sim, só temos quatro. Tudo de homem ou só mulher? É, são homens e uma mulher. Ah, tá bom. Duas, né? Dia vou te passar lá, visitar lá, ver como assim lá. Daí các bạn. Dạ, đấy toàn là những cụ già đi bộ từ sáng sớm thì cũng rất là vất vả vì là cũng là nghèo khổ quá đấy các bạn. Cho nên là họ thấy anh em mình giúp đỡ rất là nhiều bạn thôi. Đấy, đi đâu các bạn đấy là cũng còn nước sạch để dùng nên là họ cũng đi ra đây là cầu mong muốn là giúp đỡ. Đấy, cũng thấy bạn nào cũng có trường học và giếng nước. Đấy thì họ đi qua tiếng lanh đồn xá đấy các bạn. Đấy là cứ đồn như thế này ở đâu làm cái gì là họ mặc dù đi bộ rất là xa nhưng đó không phải là một cái khó khăn. Đấy, khó khăn là trước mắt là nước sạch và các cái phòng học. Đấy, cho nên là đi bộ 2-3 tiếng đồng hồ không phải ở đối với người dân bên này là không là cái gì hết. Nếu như mình mà đi bộ như thế thì không đi được đâu các bạn ạ. Em qua xin ta bông, đẹp bối em vui phải là công đi đây to. Không số bà kỳ, vui cùng bà nhà và mù la vui thì và mù vi chi ta bà ra về cô bà xin. Dạ? Đấy, cũng nói để người dân đỡ về buồn đấy các bạn. Em xin ta anh đã áp lá về cái ta đi tan thì em tao mới lôi để sai ô gì eu ra xây ra em tao mới lôi để sai với anh đã vay là para đi bộ ô lê nào bữa xin dù tu đủ về luôn xin dạ anh em mình chơi chỉ đi vào của bạn chỉ đi vào ấy thì mình cũng bảo là hôm sau thời gian thì mình sẽ ghé qua chứ không cần phải mọi người để sẽ đi qua 4 ngày đấy các bạn. 4 ngày ngày nào cũng đi ra đây là các cụ già này đi bộ thì cũng rất là thương cả cụ đấy bạn, cái chân thì bây giờ cũng già rồi, cũng sức khỏe là yếu rồi. Dạ, em xin về luôn. Em xin đẹp bối, em quên bắt xả là nào bây giờ anh đã mai về kì. Bà là gặp ta tem bu, em xin bục lém ra ta về luôn ra, tu đủ xong về luôn. À, gô là số kê, dạ. Dạ. Tạm biệt, obrigado. Mình sẽ, thì mình sẽ không hứa hẹn đấy các bạn, mình sẽ chỉ hứa là để sẽ có một ngày là mình đi vào đấy là mình sẽ thăm bản người dân ở trong đấy xem cuộc sống của họ như thế nào. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nha các bạn. Chào các bạn. Đấy, đi rất xa nha các bạn. Đấy. Dạ. Yeah. Ok. Xin xin. Dạ xin. Dạ.